Use the left two lanes to turn left onto County Road 15, Manning Avenue North. Đỗ hả? Bạn nghĩ 100 cộng với 39 là bao nhiêu? 100 cộng với 39 là... Continue on County Road 15 for 3 miles. Chứ hơi 100 cộng với 20. Không được. Chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hả? Đó là những nếu số vậy, mình có thể làm được. Còn những số khác không. Nếu vậy 100 cộng với 11. Bỏ tay rồi. 111. Vậy thôi dễ lắm không? Rồi. Mình cứ 100 gọi với số nào nó thành 100 như vậy thôi. 111, 112. Con thấy ba làm sai rồi đó. Ok, nếu vậy 100 cộng với 1 là mấy? Không phải, 100 là cái đó, không phải, cái đó là 101. Nếu mà 100 cộng với 10 mới là 101. Còn 100 cộng với 1 là 101. Tại 10 nó mới là 101 là... Ở 101 chứ 101 cô đâu có biết cái nào là 101. Ok, nếu vậy nói biết nó, what? Nó đều là 100 thứ mà. Tại con còn nhỏ mà. Ừ. Nếu mà con biết, nếu mà con biết 100 100 cộng với lại 1 là bao nhiêu? 3 nó chính là không hiểu. Không hiểu hả? 100 cộng với 1 mean là... Thế lại 3 nó nhanh quá. 100 cộng với 10 là 101, đúng rồi. Tự nhiên trong này có nhiều đèn quá ta. 101 đúng không? Chính xác, bing bong. Bingo. Rồi, con nói nha. Bingo. Ừ, nói đi. Con phải nghĩ lắm. Biết chị sao không? Là sao? Con nhỏ con con những cái học sinh 7 tuổi trong first grade. Sao chị lấy chết quay mới biết được mấy cái chuyện đó mà. Ờ, con mới first grade cho nên con chưa biết, đúng rồi. Con nói là sao chị lấy chết quay nghĩ first grade hot đời tí xíu. Nhưng mà chắc là kindergarten. Thì ra là vậy. In a quarter mile, turn right onto McCusick Road North. Turn right onto McCusick Road North. Nếu mà con high school là lúc đó con thành 15 tuổi rồi. Mới 7 tuổi, tức là còn 8 năm nữa con mới high school được. Continue on McCusick Road North for 2 miles. Tại sao? Không chơi giỏi lắm. Thì mình mới làm lớp 7 làm sao mà giỏi được hết 100% được hả? Rồi từ từ nữa. Từ từ mới giỏi được chứ. Hồi trước khi con 6 tuổi con cũng cần đếm tay em. Con đếm tay hoài con cũng biết được là nhiều cái đó. Con biết được nhiều cái thứ động như thế nào, động như thế nào. Con đâu có biết không con với last khi nào là 101 hay 102 hay 102 đâu, con cũng đâu có biết mấy cái đó. Nó nghĩa là cái số nghĩa là có phải cái 10 cái 110 cái 110 số hay là cái số 123 con không biết. Không biết hả? Con chỉ còn nhỏ thôi mà. Hồi sáng chỗ con cũng đâu có biết gì đâu. Con đâu có biết chuyện đó, ba cũng biết cái chuyện đó mà ba, đúng không? Đúng rồi. Con chỉ còn như con chậm chậm.
À, già là chứ không phải lớn tuổi mà già. Lớn tuổi nghĩa là già. Thôi lớn tuổi là già đó. Con, nhưng mà con phải nói lớn tuổi cho lịch sử hơn. Đúng là Bella là một cô bé rất lịch sử nha. Trẻ em không phải nói già, người lớn mới nói già. Dạ. Chứ dạ, đúng nhau mà. Dạ của Vân. Dạ của già yếu rồi. Của già, già cao tuổi rồi. Của mấy người già cao tuổi. Yeah. In a quarter mile, turn left onto Amundsen Drive. Yeah. Đúng không? Không có phân biệt được đâu, đúng không? Nên con nói lớn chủ cho lịch sự, chứ lại trở thành người lịch sự. Yeah. Cho khỏi bị lẫn lộn. Take the next left onto Amundsen Drive. Rồi hả? Cái máy này nói là tới sắp tới nơi rồi, nó đang nói bà quẹo. In 1000 feet, turn right onto Nina Drive. Sắp tới đúng không? Chính xác. Cái đường này pretty quá hả? Pretty ha. Tại đa cũng biết là đường này pretty nữa hả? Take the next right onto Nina Drive, then your destination will be on the right. Đó, tới đây là tới rồi. Your destination is on the right. Ba lại không nói ba nha. Hỏi đi. Ba lại không, ba bà nói. Sao? Ừ, nói đi. Hỏi đi. Sao mà nói đi. Sao lại mà nội không muốn bà tới chết, không muốn mẹ chết, nhưng mà đó là nhà khác nè. Sao có phải hai ông nội bà nội cũng không muốn muốn bà người ta cưới mẹ không, hay chỉ một ông nội bà nội? Đứng lên đó đi, đứng. Không thì bưng nó bước qua bên khỏi bên trước luôn. Đứng bên sai quá đó.